Liên quan đến vụ việc ở tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, trưa 27 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một đối tượng là Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998. Theo một nguồn tin, sau khi các bị can Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị khởi tố, Lê Thanh Nhị Nguyên tiếp nối trở thành đạo diễn. Tối 2 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân xem xét phê chuẩn, ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can. 6 bị can là Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, bà Cao Thị Cúc 62 tuổi. Cùng ngụ số nhà 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Họ đều bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị truy tố theo hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân từng bị khởi tố trước đó. Cụ thể, kết luận điều tra nhận định bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube Năm Chú Tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official. Các tài khoản này được dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng gây thiệt hại đến uy tín danh dự của Công an huyện Đức Hòa, tổ chức Phật giáo, danh dự nhân phẩm của Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh uy tín của Phật giáo, danh dự nhân phẩm của người có chức sắc trong Phật giáo, gây bức xúc trong giới tăng ni Phật tử và tín đồ Phật giáo, dư luận xã hội. Chính bản thân Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp có những lời nói phát ngôn xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này. Bị can Vân cũng bị đề nghị truy tố theo tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội hai lần trở lên. Các bị can Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị can Vân để tạo lập quản lý sử dụng các tài khoản mạng xã hội và cùng dàn dựng biên tập video clip có chứa đựng nội dung xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo luật pháp. Còn bị can Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái quỳ lạy trong clip Chú Tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết, đồng thời trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết kết luận điều tra đã được tống đạt đến các bị can ngay trong ngày theo đúng quy trình tố tụng. Tuy nhiên, hai bị can Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương không thừa nhận kết luận này. Kết luận cũng chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An để xem xét phê chuẩn ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can ra Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ra các quyết định gia hạn thời gian tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và gia hạn thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân 90 tuổi, người cầm đầu nhóm tỉnh Thất Bồng Lai. Vẫn theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, mặc dù 2 trong số 6 bị can phủ nhận kết luận điều tra, nhưng đó là quyền của bị can và không ảnh hưởng đến việc thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tố tụng hình sự. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở khác là ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Theo quyết định, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.